Anh em mình sẽ chạy cân để mời cô chú anh chị mình xem coi nó phát triển như thế nào. Là bây giờ anh chạy cái ao này trước ha, sáng cháo quá. Cần ký là đủ ký là vậy đi. Này ký đủ quá. Dạ được rồi. Nhiều cô chú đó chị em mà nói chài xong trừ cứ bịch có đầu trừ. Mình chỉ cần hạo thôi mà. Từ nãy cốm vô rồi. Bốn mươi lăm con hả? Mười con là 16, 16, 30, 46 con. 46 con. Đã đi. Rồi tiếp tục mời cô chú anh chị em mình tiếp tục xem qua cái ao giữa của em ha. An có bạn nào lên nó có bầu, vợ anh nào có bầu. Chạy tích thôi, chạy chi nhiều. Ao này 45 con, khoảng 52. Về 45 con, tầng xuống 1.000 xuống con. Ao này nhỏ hơn. Ao này khoảng 57 con mà. Rồi 1 ký đúng luôn. Cũng bự lắm mà.
16 tài, 18, 48 con. Cái gì vậy? Lại nó tuột ngon quá nè. Ở cái 46, 48 hơn 2 con đủ dí kịp luôn. Được rồi, tuyệt vời luôn cô chú anh chị em ơi. 48 con. 48, 46. Để em lên cái sau là cái ao trên, cái mời cô chú anh chị em theo dõi ha. Anh em mình sẽ lên cái ao trên sẽ chạy cân tiếp nó về được nhiêu con. Ao gốc thì 45, ao giữa này thì 48, hộp nó 57, nó xuống gần 9 con, tầng xuống 9 con. Ngày cũng con mấy cũng được, cũng tốt quá, tốt rồi. Rồi để coi cái ao này hổm là 65 con đúng không? Còn con. Chưa mấy? Ngốt rồi bớt. Rồi ok. Đây chắc 50 con nữa không? Chắc 55 con. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 8 là 3 2 4 54 56 con. 56 làm sao làm xuống 9 con luôn hả? Rồi ao gốc thì 55 con. Ao giữa thì 45 con. Ao này 47. 46 47 con. 56 cô chú gì nhớ là rồi. Rồi chào đi, kết thúc video luôn. Dạ đó, hai anh em mình sẽ quay tôm như thế rồi để tuần nữa thì anh em có chài cân lại, nhưng mà cô chú anh chị đón xem ha. Còn em sẽ quay view về tôm thì cũng quay chia sẻ về tôm cũng khoảng 2 ngày tụi em ra clip, 2 ngày tụi em ra clip cô chú với chị em nhớ đón xem ha. Quay gì thế mà? Không. Màu nước tuyệt vời. Nè màu nước là cô chú anh chị em. Quá tuyệt vời luôn. Máy không à? Em đây chạy máy không à nè. Thì thôi anh em thấy hôm nay là chài một ao là 45 47, một ao là 50 56 con,
thì tuần sau tụi em sẽ cài là ha, đợt này nó xuống cũng được đó cô chú anh chị em. Nói chung ngàn con không đó, ngàn con là lời là ngon rồi đó, rất là tuyệt vời. Có ao là một ngày con mấy luôn, hai ao lớn thì ngàn con mấy nè, ao trên con mấy, cái này cũng con mấy, chỉ có ao ra ao này là nó ngày đúng con luôn. Nói chung là cũng như vậy là quá tuyệt vời rồi, cũng phát triển như vậy. Tại vì nó về lớn nó sẽ chậm chậm đi, nó đi từ từ thôi. Mình làm môi trường nước rồi tôm nó sẽ phát triển nó lớn. Rồi thôi, hai anh em mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem và theo dõi ủng hộ em những thời gian qua. Thì hai anh em cũng không có gì hơn kính chúc cô chú anh chị em thật là thành công và luôn luôn thật nhiều sức khỏe. Thôi chào tạm biệt, bye.